Xin chào quý các bạn, trên tay mình đây là khay sim, khay chứa sim thẻ nhớ của điện thoại Xiaomi Mi A1 đang có mặt tại di động cao cấp .vn. Khi quý vị các bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần khay sim của điện thoại Xiaomi Mi A1, lỗi hỏng, rơi va đập và mất khay sim của Xiaomi Mi A1, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024-66-75099. Hiện nay di động cao cấp .vn có mọi loại linh kiện phục vụ quá trình sửa chữa điện thoại Xiaomi Mi A1 nói chung và phần khay sim của Xiaomi Mi A1 nói riêng thay mới. Vì các bạn chỉ cần mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp .vn, chúng tôi tiến hành thay mới vì các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn xem video tại di động cao cấp .vn.